Xin chào tất cả các bạn, mình là huấn luyện viên Nguyễn Dị. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết bài lớp của em Thuận Zilo nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ vào phòng học đầu tiên nào. Đầu tiên chúng mình sẽ phải có một nhạc dạo. Đầu tiên chúng mình sẽ lắc hông 3 cái nhé. 1, 2, 3. Rồi đặt lại này, hông sang bên phải trước này. Nhạc dạo này, 1, 2, 3. Rồi ok, chúng mình phải trùng chân xuống nhỉ. Nào, vào đầu tiên chúng mình sẽ đánh mũi chân phải lên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ok, chúng mình sẽ làm chậm này. Chúng mình sẽ làm chân phải này, chống mũi chân phải lên, chếch lên trên hình chữ V này, trùng chân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhịp 3, 2, 3, 4, chúng mình bắt đầu đưa hai tay lên trên cao, đan vào nhau. Và chân vẫn chếch lên hình chữ V này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng mình chú ý nhé. Khi chân chếch lên, chúng mình phải trùng chân xuống á. Sau đó mới chống mũi chân lên này. Trùng, đứng thẳng chân và chống mũi chân lên. Làm lại nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tay lên này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ok, và chúng mình sẽ vào phòng học đầu tiên nhé. Phòng đầu tiên này, đi sang bên trái này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ok, chúng mình sẽ bước sang bên trái nè. Chân chéo trước nhá, chân phải. Chúng mình sẽ bước sang bên trái này. Chéo chân, bắt chéo chân lên nhau này. Đồng thời, hai tay chúng mình vẩy sang bên phải luôn. Nào. 1 trùng này, 2 mở này, 3 trùng, 4 mở, 5 trùng, 6 này, 7, 8. Chúng mình sẽ vuốt tay qua cằm. 7, 8. Về này, 2, 2, 3, 4, 5, 6 này, vuốt cằm này, 7, 8. Rồi, làm lại nào. 5, 6, 7 sang nhá. 1 trùng, 2 đứng thẳng này, 3, 4, 5, 6, vuốt qua cằm này, 7, 8. Nhịp 7, 8, vuốt tay qua cằm. Chúng mình sẽ hơi nếp cái đầu sang bên phải, vai phải nhé. Và đồng thời mũi chân phải mình chống này. 7, 8, tiếp này. 2, 2, 3, 4, 5, 6 này. Vuốt tay này. 7, 8. Lên này, bên tay lên là chân phải lên. 3, 2, 3, 4. Vuốt tay xuống nhé. Vòng qua đầu này. 5, 6, 7, 8. Tay vòng qua đầu và người hơi chếch về bên trái. Vòng qua đầu đánh hơi đánh sóng ngực. Vuốt từ trên xuống dưới. Vuốt tay vòng qua đầu, vòng xuống dưới ngực và xuống dưới hông. Nào lại này. 3, 2, 3, 4. Vòng tay này. 5, 6, 7, 8. Đổi bên này, chân trái lên này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, làm lại cả câu hỏi này một lần nữa nhá. Nào, chéo chân này. 1, 2,
3, 4, 5, 6 vuốt này, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6 vuốt này, 7, 8, lên nào, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi bên, 4, 2, 3, 4 vòng qua đầu này, 5, 6, 7, 8, rồi ok, làm lại một lần nữa nào, 5, 6, 7, sang này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lên nào, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi bên, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi ok, sang tổ hợp thứ 2 nào. Thời mở chân phải ra lại. Một, khi đi sang chúng mình sẽ xoay cổ từ bên trái bên phải nào. Nào xoay cổ nha. 1 2 3 4 rồi. Nào xoay đầu luôn này. 1 2 3 4 rồi. Nào. Chân phải chúng mình sẽ bước sang này. 1 này, 2 3 4 chúng mình sẽ làm chân trước nào. Chân nha. 1 này, nhịp 2, chân trái mình sẽ đưa xuống dưới. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp này, 2, 2, chân phải xuống dưới nha. 3, 4, mở phải này, 5, 6, 7, 8. Rồi, khi chân đưa sang đồng thời, cổ chúng mình và đầu chúng mình lắc theo, xoay tròn từ trái qua phải nha. Nào, làm lại nè. 5, 6, 7, chậm này, xoay này. 1, 2, 3, 4, tay lên này, tay phải lên, tay trái, ngang ra này, xoay cổ tay này. 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4 này. 5, 6, 7, 8. Tiếp này, chỉ tay lên trên trước mặt này. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8, vuốt ngực này, đánh ngực này, 4, 2, 3, 4, đánh 2 cái đổi bên, 5, 6, 7, 8. Rồi ok, mình làm nặng lần nữa nhé. Nào, sang bên phải là đồng thời, tay để bên thái dương bên trái này, xoay cổ luôn nhá. 1, 2, 3, 4, lên là 5, 6, 7, 8, đổi bên, 2, 2, 3, 4, đổi tay này, 5, 6, 7, 8, chỉ tay lên trên, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, vuốt ngược là 4, 2, đánh vào trong, 3, 4, 2 cái, 5, 6, 7, 8, rồi, tổ hợp này mình sẽ làm lại 2 lần nữa nhé, rồi, làm lại này. 5, 6, 7, sang này. 1, 2, 3, 4, tay cao này. 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4 này. 5, 6, 7, tay lên. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và đánh ngược này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lần nữa là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6,
7 lên trên nào. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và ngực lại. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đánh ngực chung mình đẩy ngực lên này. Đánh vào ngực nha, hai cái nha. Làm lại này, cái đầu tổ hợp này này. Khi quay đầu chúng mình để tay lên trên và quay đầu theo hình tròn từ bên trái bên phải này. Đó, từ bên phải bên trái luôn. Rồi, nào, làm lại nha. 5, 6, 7 sang là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lên trước nào. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và ngực này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lên trên. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và ngực. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ok, vào phần này sẽ có một phần nhạc dạng, chúng sẽ đánh hợp đơn kép là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi có phần nhạc dạng nha, chúng mình sẽ đánh thông đơn kép này. À, bên phải trước này. Đơn, đơn, kép, kép. Đơn, đơn, kép, kép. Ok, và sang tổ hợp thứ 3 nào. Tổ thứ 3 mình sẽ đi lên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, làm chậm này. Chân phải chúng mình sẽ lên trước nhá. Lên này. 1, 2, 3, 4 là chân để về giữa này. Mở chân phải ra này, đồng thời một ngón tay phải chúng mình chỉ xuống dưới này. 5, 6, 7, 8. Rồi, đi xuống này, đi xuống cũng chân phải luôn. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lên tiếp này. 3, 2, 3, mở chân này. 5, 6, 7, 8. Nhịp 4, 2 chúng mình sẽ làm sóng ngực nha. Mở chân trái ra. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ uốn sóng 4 nhịp đấy. 4 nhịp nào là vuốt ngực từ trên ngực xuống dưới hông nào. Vuốt là đẩy ngực ra, đẩy ngực ra. Tông về sau, ngực này, bụng và hông. Ngực, bụng và hông. Ngực, bụng và hông. Rồi, làm lại nha, 4 lần như thế nha. Lên là chân phải này, chúng mình đi theo một đường thẳng nha. 1, 2, 3 chỉ tay. 5, 6, 7 xuống. 2, 2, 3 chỉ tay này. 5, 6, 7 lên tiếp. 3, 2, 3 chỉ tay. 5, 6, 7 sóng ngực này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, muốn làm được sóng ngực chúng mình phải siết chặt cơ bụng vào. Thả lòng vai ra, đẩy ngực ra này. Nhịp 1, đẩy ngực, đẩy hẳn ngực ra là chưa muộn. Đẩy ngực ra thế này, nhịp 2, bụng này. Nhịp 3, hông. Đẩy ngực, bụng và hông. Ngực đẩy về phía trước nha. Rồi, còn lại tổ hợp này nào. 5, 6, 7 lên này. 1, 2, 3 chỉ tay này. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3 chỉ tay. 5, 6, 7 lên tiếp. 3, 2, 3 chỉ tay. 5, 6, 7 sóng ngực là 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, tiếp theo này, xuống này. Xuống vẫn thế nha, chân phải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xuống. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 nè. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, ok chưa nhỉ? Rồi ok, và tổ hợp tiếp theo này. Tổ hợp tiếp theo
mình sẽ lặp lại tổ hợp xoay đầu và đi sang bên phải nào. Nhớ là tay để lên thái dương, chân trái sẽ lùi phía sau nhá. Nào, 1 2 3 tay này, 5 6 7 8 2 hạ 3 4 5 6 7 đằng trước nào. 3 2 3 và 4 5 6 7 và vuốt này. 4 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, lần này mình sẽ làm một lần thôi nhá. Một lần thôi, làm lại này. Sang bên phải này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 chỉ trước này. 3 2 3 và 4 5 6 7 và bước này. 4 2 3 4 5 6 7 8. Rồi ok. Và tiếp theo sẽ có phần nhảy dạo, mình lại đánh không đơn kép nào. Đơn đơn kép kép đơn đơn kép kép. Rồi ok. Và tổ hợp tiếp theo mình sẽ lặp lại tổ hợp đi lên nhá. Chân phải lên này. 1 2 3 chỉ tay, 5 6 7 xuống. 2 2 3 chỉ tay này, 5 6 7 lên tiếp. 3 2 3 chỉ tay, 5 6 7 vuốt ngực. 4 2 3 4 5 6 7 xuống này. 1 2 3 chỉ tay, 5 6 7 lên. 2 2 3 chỉ tay, 5 6 7 xuống. 3 2 3 chỉ tay này, 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Ok, và sang đoạn tiếp theo này. Đoạn tiếp theo mình sẽ để hai tay lên cao vào nhau này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Rồi, làm chậm nhá. Tay để lên cao rồi mở chân phải ra là vuốt tay từ trên cao xuống này. Vòng xuống, đưa tay lên. 1 2 3 4 đổi bên này. 5 6 7 8 này. Đưa tay về trước ngực nào. Nắm tay vào là đánh chân phải lên này. 2 2 3 4. Mình sẽ xoay vai nhá. Tay về trước ngực này. 2 2 3 4. Đưa chân lên này. 2 2 3 4 này. Đó. Làm lại nào. 1 2 3 4 này. Nào. 5 6 7 8. Làm lại này. Mở chân ra. 1 2 3 4. Đưa tay về ngực luôn này. Xoay vai từ đằng trước ra đằng sau này. 5 6 7 8. Làm lại nhá. 1 2 3 4 đánh vai này. 5 và 6 7 và 8. Tiếp này. 2 2 đá chân lên. 3 và 4 đá chân. 5 và 6 7 và 8. Nào, chân chúng mình sẽ bước 3 nhịp này. 1 và 2 đá chân, 3 và 4 đá chân, 5 và 6 đá gót, 7 và 8 đá gót chân lên. Làm lại nào. 1 2 3 xoay vai này. 5 và 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Rồi, làm lại lần nữa nào. Tổ hợp này mình sẽ làm 2 lần nhé. 1 2 3 4 và 5 và 6 7 và đá này. 2 2 3 và 4 5 và 6 7 và 8. Tiếp này. 2 lần nhá. 1 2 3 4 xoay vai. 5 và 6 7 và đá. 2 2 3 và 4 5 và 6 7 và tiếp. 3 2 3 4 5 6 7 và 8 đá này.
4, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Rồi, làm chậm lại nào. Hai lần này. 1, 2, 3, xoay vai này. 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và tiếp. 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và đá. 4, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Rồi, ok. Và có phần nhạc dạo chúng mình sẽ lại đánh hông nữa kem nào. Đơn, đơn, két, két. Đơn, đơn, két, két. Rồi, ok. Và tổ hợp tiếp theo mình sẽ lặp lại tổ hợp đi lên nhé. Nhưng lần này tay sẽ khác nhỉ. 1, 2, 3, 4, vung tay ngang này. 5, 6, 7, 8, vung tay cao nhá. Tiếp này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vuốt ngực. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xuống. 1, 2, 3, vung ngang. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, vung ngang là 5, 6, 7, xuống. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngực. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, làm lại tổ hợp này một lần nữa nè. Vung tay ngang ra và vung tay lên cao. Rồi, làm lại nha. 1, 2, 3, vung tay. 5, 6, 7, xuống. 2, 2, 3, vung tay này. 5, 6, 7, lên. 3, 2, 3, vung tay. 5, 6, 7, vuốt ngực. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xuống. 1, 2, 3, vung tay này. 5, 6, 7, lên. 2, 2, 3, vung tay. 5, 6, 7, xuống. 3, 2, 3, vung tay này. 5, 6, 7, vuốt ngực. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, ok. Và tổ hợp cuối cùng nào. Tổ hợp cuối cùng mình sẽ vuốt ngực nha. Vuốt ngực, đánh ngực sang bên phải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là kết lại. Rồi, làm lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi bên vuốt. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vung tay lên cao và kết thúc bài. Và bây giờ mình đã hướng dẫn xong các bạn chi tiết bài lớp 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 rồi ấy. Chúc các bạn thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.